Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tết này xem gì trên HITV. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có rất nhiều khó khăn từ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID cũng như những bất ổn từ chính trị trên thế giới, song Hưng Yên đã có một năm vượt sóng thành công với hàng loạt những con số ấn tượng. Vậy các chuyên gia kinh tế nói gì về kinh tế Hưng Yên năm qua? Hưng Yên đã có những sự nỗ lực vượt bậc như thế nào để đem đến những trái ngọt kinh tế trong năm qua? Điều đó sẽ có trong chương trình tọa đàm số đặc biệt đón xuân Quý Mão 2023. Kinh tế của tỉnh Hưng Yên năm 2022 dưới góc nhìn chuyên gia. Sự là rất là ấn tượng mạnh bởi vì Hưng Yên có một bước phát triển vượt trội. Là Hưng Yên theo chuẩn quốc tế đấy là phải vượt được cái ngưỡng của năm 2019 mới được coi là thành công trong việc vượt qua Covid. Thế thì chúng ta đã thực sự là vượt qua được và cái bước tăng trưởng của Hưng Yên là rất là cao, rất mạnh. Chính quyền Hưng Yên đã có một sự nỗ lực vượt bậc và nhiệm kỳ này cũng là báo hiệu một cái nhiệm kỳ tôi rất tin là có sự phát triển. Với việc cái đánh giá của các doanh nghiệp rất là công bằng, rất là khách quan, với sự phân tích của các chuyên gia nước ngoài cho thấy là chúng ta đã có nhiều cải thiện trong môi trường kinh doanh. Và như vậy Hưng Yên sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp đến đầu tư và kinh doanh. Kết quả đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi cá nhân, đơn vị. Đối với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thì tôi có thể nói là một cái chủ trương nhất quán trước sau như một thì vẫn có thể khẳng định là lấy doanh nghiệp là trung tâm, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ và không ngừng đổi mới, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Khi mà đi xúc tiến đầu tư thì rất tự tin là mời được các doanh nghiệp lớn ở trên thế giới trong và ngoài nước về Hưng Yên đầu tư. Mà khi mà các doanh nghiệp về thì chúng ta đầy đủ các mặt bằng để giao cho doanh nghiệp. Đây là một cái điều rất đáng mừng. Hưng Yên có cái cơ chế thu hút đầu tư rất là thông thoáng. Hưng Yên là một cái tỉnh mà khi đến thì chỉ cần đến một nơi là có thể giải quyết được tất cả các việc của đối với nhà đầu tư, thực sự là rất là gọn nhẹ. Tất cả sẽ có trong chương trình tọa đàm Hưng Yên nâng tầm vị thế, phát sóng vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 19 tháng 1, tức ngày 28 Tết, và tạp chí Kinh tế Phố Hiến phát sóng lúc 20 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 21 tháng 1, tức 30 Tết, trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tất cả các chương trình sẽ được đăng tải trên trang web hungyentv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.